Danh sách các đội không bầu cho Thái Lan có 4 đội thuộc top mạnh của khu vực, nằm trong nhóm cạnh tranh vé vào bán kết. Việc không bầu cho Thái Lan là dễ hiểu, khi không đội nào muốn đối thủ mạnh cạnh tranh trực tiếp tới chức vô địch có thêm lợi thế thi đấu trên sân nhà. Ngoài câu chuyện bình chọn, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF cũng đưa ra các tiêu chí nếu các nước muốn đăng cai. Singapore đã đáp ứng đủ 6 tiêu chí được đề ra. Không giống như hai kỳ AFF Cup trước, giải đấu lần này sẽ chỉ tổ chức tại một quốc gia. Toàn bộ các trận đấu sẽ tổ chức trên 3 sân vận động ở thủ đô Singapore, gồm sân vận động quốc gia Singapore, sức chứa 55.000 chỗ ngồi, sân vận động Bishan, sức chứa 6.254 chỗ ngồi và sân vận động Jalan Besar, sức chứa 6.000 chỗ ngồi. Sân này có mặt cỏ nhân tạo. Liên đoàn bóng đá Thái Lan AFT rất khao khát được tổ chức kỳ AFF Cup này. Lãnh đạo bóng đá Thái Lan mong muốn giải đấu sẽ là cơ hội để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau những thất bại kể từ năm 2018 tới nay. Chiều 28 tháng 9, AFT công bố ông Manopoking là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Poking từng dẫn dắt câu lạc bộ Chu Bangkok United. Năm 2021, ông là huấn luyện viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.